là có căn bệnh kỳ lạ nào lại khiến loài người rất yêu quý mèo hay không? Và có thể nào mà chú mèo con đáng yêu có thể khiến bạn gây tai nạn giao thông? Hay tại sao bạn lại gặp một số con chuột lại không biết sợ mèo? Không tính Jerry nhá. Để trả lời những câu hỏi này, bạn cần phải gặp gỡ một con ký sinh trùng phổ biến và có thể gây nguy hiểm hàng đầu thế giới. Tên nó là Toxoplasma gondii, hay gọi thân mật là Toxo. Được phát hiện lần đầu năm 1908 ở trong máu, gan và lách của loài chuột Bắc Phi này. Từ đó đến nay, Toxo đã làm cho các nhà khoa học thần kinh cũng phải kinh hãi và kính nể về khả năng điều khiển tâm trí của nó ở loài chuột. Và các nghiên cứu gần đây đang hé lộ, kể cả loài người cũng là nạn nhân. Khi bị nhiễm Toxo, một con mèo có thể thải ra khoảng 100 triệu kén Toxo khác. Các loài chuột, chim, gia súc hay nếu nhà bạn có nuôi mèo đều rất dễ bị lây nhiễm và trở thành vật chủ trung gian khi tiếp xúc với chúng. Nhưng Toxo lại có một đời sống hơi khác thường ở một điểm, đó là nó chỉ có thể sinh sản hữu tính ở trong ruột của mèo. Vì vậy, để có thể tiếp tục sống sót, ký sinh trùng này buộc phải tìm cách nào đấy để quay trở lại chính vật chủ của nó. Và đây chính là lúc mà bạn gặp một trong những hiện tượng khủng nhất về loài ký sinh trùng này. Bằng một cách vi diệu nào đấy, những con chuột bị nhiễm Toxo, vốn con mèo là kẻ thù truyền kiếp, đột nhiên không những không sợ mèo mà còn trở nên gọi mời và yêu mến chúng. Trong một thí nghiệm khôn khéo được thực hiện bởi Joan Webster và các đồng nghiệp của cô, họ đã cho thấy Toxo đã thay đổi hành vi của loài chuột một cách rõ ràng và kỳ diệu như thế nào. Cô đặt 4 loại mùi trong lồng chuột thí nghiệm. Một là mùi của chính con chuột đó, 2 là nước, 3 là nước tiểu mèo và 4 là nước tiểu của thỏ, loài không ăn thịt chuột. Nếu hàng triệu năm tiến hóa đã dạy Jerry được điều gì về tôm, thì bài học vỡ lòng đầu tiên lại chính là hãy tránh xa tôm ngay lập tức khi gặp dấu hiệu của chúng. Đặc biệt với khả năng khứu giác của loài chuột thì mùi nước tiểu mèo không lẫn vào đâu được. Thế nhưng, các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng những con chuột bị nhiễm Toxo không những không tránh xa khỏi khu vực có mùi mèo mà còn dành nhiều thời gian ở đó hơn. Bằng phép màu nào đấy, chính Toxo đã thay đổi hành vi của con chuột để chúng không còn sợ mèo, rồi dẫn đến dễ bị mèo bắt và ăn thịt, rồi dẫn đến Toxo có cơ hội chui vào trong bụng mèo, nơi duy nhất mà nó có thể sản sinh để tiếp tục duy trì nòi giống. Bằng một cách nào đó, Toxo có thể khiến cho chuột trở nên yêu mèo, đang dần được các nhà khoa học khám phá. Khi giáo sư Webster sử dụng chất đánh dấu hình quang để theo dõi ký sinh trùng này, cô thấy các nang dạng ngủ của Toxo bám vào khắp bộ não của chuột, nhưng tập trung đặc biệt ở vùng hạch hạch nhân. Nói về vùng này, nếu muốn trở thành một người không sợ gì, dù là phi ma, rắn rết, nhện, bạn chỉ cần cắt vùng hạch hạch nhân của mình đi là xong. Đây là vùng não xử lý các yếu tố cảm xúc của con người như sợ hãi, lo âu, vui sướng. Nhưng một điều khó hiểu là chuột bị nhiễm Toxo lại không mất đi mọi phản ứng sợ. Nó vẫn sợ ánh sáng, sợ chỗ thưa thớt, mà lại chỉ không sợ mỗi mùi mèo. Nghĩa là Toxo, bằng một cách đầy tinh tế nào đấy, chỉ phẫu thuật đúng vùng nào mà nó cần ở trong não chuột để tiếp cận loài mèo. Robert Sapolsky, giáo sư sinh học nổi tiếng của trường Stanford, đã mô tả về Toxo như sau. Khi bạn nhìn vào một con chuột bình thường và cho chúng tiếp xúc với nước tiểu mèo hay chất dẫn dụ mèo, con chuột sẽ biểu hiện phản ứng stress đúng như bạn kỳ vọng. Khi hormone stress của nó tăng cao, chúng kích hoạt mạng thần kinh liên quan đến nỗi sợ điển hình trong bộ não và khiến cho con chuột bỏ chạy. Nhưng nếu quan sát một con chuột bị nhiễm Toxo vào đúng thời điểm mà nó bắt đầu thích mùi nước tiểu mèo, bạn sẽ không còn thấy sự tiết hormone stress nữa. Điều bạn thấy là mạng thần kinh liên quan đến nỗi sợ đã không được kích hoạt bình thường, mà thay vào đó, mạng thần kinh liên quan đến hưng phấn tình dục lại được kích hoạt. Hay nói một cách khác, Toxo đã biết cách hack vào hệ thống điều khiển sung sướng tình dục của con chuột. Nếu bạn cho một con chuột đực dính Toxo phơi nhiễm nhiều với chất dẫn dụ của mèo, thì tinh hoàn của nó trở nên to hơn. Bằng một cách nào đó, Toxo đã biết cách làm mùi nước tiểu trở nên gợi dục với chuột để chúng có hưng phấn hành động hơn. Thật đáng kinh ngạc phải không? Ok, vậy còn chuyện chú mèo có thể làm bạn gây tai nạn giao thông thì sao? Theo thống kê trên thế giới, thì cứ 3 người lại có một người nhiễm Toxo. Hai nhóm nghiên cứu độc lập đã cùng công bố rằng những người nhiễm Toxo có khả năng tử nạn cao hơn 3-4 lần do tai nạn xe hơi liên quan đến vượt quá tốc độ cho phép. Rất có thể là Toxo đã toay máy vào vùng hạch hạch nhân của não người như nó đã làm với chuột, khiến cho họ không có phản ứng sợ như người bình thường và dễ tham gia vào những hoạt động liều mạng hơn. Các nhà nghiên cứu đã cho thấy Toxo còn có khả năng nâng cao nguy cơ tự tử ở người. Một số các nghiên cứu cho thấy bằng chứng của mối liên hệ giữa Toxo và tỷ lệ tự tử gia tăng. Và thậm chí đến tính cách của bạn còn bị Toxo chi phối nữa. Jaroslav, giáo sư sinh học tại Cộng hòa Séc, một nhà nghiên cứu Toxo lâu năm đã thực hiện thí nghiệm như sau. Ông cho nhóm nhiễm Toxo và không nhiễm Toxo thực hiện các bài kiểm tra tính cách thông thường.
Và kết quả là những đối tượng bị nhiễm thuốc xô phản ứng chậm hơn nhiều so với bình thường. Và còn đáng kinh ngạc hơn nữa, khi mà ký sinh trùng đơn bào này còn gây ra rất nhiều sự thay đổi đặc trưng về giới trong tính cách. So sánh với những người không bị nhiễm, nam mà nhiễm tốt xô sẽ sống nội tâm hơn, nghi ngờ hơn, vô tâm tới ý kiến của người khác hơn và có xu hướng không tuân thủ luật lệ. Còn nữ khi bị nhiễm, mặt khác lại cứ xử ngược lại. Họ thích ra ngoài hơn, dễ tin người, đỏm dáng và tuân thủ luật lệ hơn là nữ không bị nhiễm. Và tại sao mà nam với nữ lại phản ứng khác nhau với tốt xô vẫn là một câu hỏi lớn đối với ông. Sau khi nghiên cứu rất nhiều tài liệu tâm lý, ông đã bắt đầu nghi ngờ rằng có thể là mẫu số chung nằm dưới những phản ứng này là sự lo âu nâng cao. Khi bị đè nén cảm xúc, phụ nữ thường tìm sự an ủi bằng các mối quan hệ xã hội, ví dụ như gọi bạn thân đi uống cà phê để tâm sự. Còn trái lại, nam giới khi lo lắng lại thường phản ứng bằng cách thu mình lại, trở nên cáu bẩn và xa lánh xã hội hơn. Và ông cũng cho rằng phản ứng chậm hơn ở những người bị nhiễm tốt xô cũng có thể là nguyên nhân dẫn đến con số tai nạn giao thông cao hơn ở nhóm này. Ông đã thực hiện hai nghiên cứu lớn ở Cộng hòa Séc. Trong cả hai nghiên cứu, những người dương tính với tốt xô đều có khả năng gặp tai nạn cao hơn 2,5 lần so với những người không bị nhiễm. Và xem đến đây rồi thì hẳn là niềm tin của bạn về sự độc lập và tự do của chính mình có thể đang lung lay. Và chính mình đây, người đang đọc script này cũng đang lung lay không kém. Liệu là loài người có tự do yêu mèo như bạn nghĩ, hay chỉ là tốt xô đang đứng đằng sau giật dây như nó đã làm với chuột? Liệu một con vi khuẩn có thể biến bạn trở thành một người hướng nội hay hướng ngoại, ưa mạo hiểm hay nhát chết, và thậm chí là còn có khả năng muốn tự tử? Và nguy hiểm hơn, do những thay đổi này xảy ra hoàn toàn vô thức, nên bạn sẽ hoàn toàn không ý thức được đây là quyết định do bạn lựa chọn hay chỉ là tốt xô muốn bạn làm như thế. Chỉ mới gần đây thôi, nghiên cứu về ký sinh trùng mới được các nhà khoa học quan tâm hơn, nhưng chắc chắn là trong tương lai, chúng ta sẽ còn phải ngạc nhiên hơn về sự vi diệu của thực thể tí hon này. Hy vọng là các bạn sẽ thích nội dung lần này và đừng quên like, share, subscribe để ủng hộ cho chúng mình. Và nếu các bạn thích những nội dung như trên thì hãy đăng nhập vào spyroom.com. Mình là Isa, xin chào và hẹn gặp lại.